Mới đây, mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông lặng người đứng nhìn hồ cá khô cạn của mình. Và theo như chủ của đoạn clip cho biết thì cô là con gái của người đàn ông này và sự việc xảy ra sau khi bố cô đi công tác nửa tháng trở về. Cụ thể, nhà của họ Mi Sơn ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã nuôi cá trên sân thượng 10 năm nay. Ngày 22 tháng 8, bố cô trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày nhưng phải đến hôm sau mới nhớ đến việc lên kiểm tra ao cá. Kết quả là vừa mở cửa sân thượng ra thì cảnh tượng khó tin đã diễn ra ngay trước mắt. Ao cá đã hoàn toàn cạn nước, chỉ còn lại những mảnh vải, mảng bùn nứt và đàn cá đều đã biến thành cá khô. Trong hồ ban đầu nuôi khoảng 20-30 con cá, chủ yếu là cá vàng, cá chép. Bình thường, người nhà sẽ bơm nước lên sân thượng để nuôi cá và thỉnh thoảng mới lên để cho cá ăn. Người con gái cho biết thêm, trước khi đi công tác thì bố cô đã bơm nước vào hồ cao khoảng 30-40cm và nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi ông trở lại. Thế nhưng không ngờ rằng trong thời gian này, nhiệt độ ở Mi Sơn liên tục chạm ngưỡng 40 độ và không hề có mưa nên mới dẫn đến ao cá gặp tình trạng này. Mặc dù không phải nuôi cá quý hiếm, song nhìn từ yêu thích của mình không còn, người bố đã tỏ ra vô cùng hụt hẫng. Rất nhiều người xem cũng bày tỏ sự đồng cảm với ông bố trước thời tiết nắng nóng hiện nay ở Trung Quốc, rất dễ để xảy ra nhiều sự cố. Rất nhiều bình luận đã được để lại như: Tứ Xuyên bây giờ đang nóng đỉnh điểm luôn đấy, người còn không muốn ra khỏi nhà thì làm sao mấy con cá chịu được bị mặt trời dọi thẳng vào suốt nửa tháng cơ chứ. Bố đi nửa tháng mà con gái không lên sân thượng kiểm tra cá lần nào thì cũng hơi bất cẩn rồi đó. Bố đâu có ngờ chờ đợi mình là món cá khô đâu. Nuôi con gì thì cũng nên có trách nhiệm một chút, nhìn cá hóa thạch mà thấy tội ghê. Còn các bạn thì sao? Các bạn sẽ có phản ứng như thế nào nếu gặp phải trường hợp này? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình biết nhé. Chúng mình là SNew và các bạn đừng quên like, share cũng như là subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.